Hello, xin chào cả nhà nha. Lại là em đây, Cửu Long này. Hôm nay đưa mọi người đi chơi một cái trò chơi tốc độ khá là cao nha. Tàu siêu tốc. Nhưng mà siêu tốc này loại vừa vừa thôi, tốc độ không cao lắm đâu. Nói chung là đủ phê thôi ạ. Mời mọi người nha. Cái trò chơi này ấy, thì nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng 2 phút đủ để mình đi 2 vòng mọi người ạ. Đi 2 vòng. Không lắc đâu. Bám ở đây được. Bám trước đi. Không. Quá nhẹ nhàng. Đúng rồi, cái loại kia nó. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha.